Diệu Thảo cùng với Kim Thảo chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô Diệu Thảo. Chào em. Cô ơi, mấy bữa nay đó mấy đứa em ở nhà em á, nó đang ôn thi thấy thương lắm cô. Thấy đứa nào đứa nấy nhìn nó mệt mỏi, tội ơi là tội luôn. Đúng rồi, đang là mùa thi mà thành ra mấy cháu nhỏ nhà cô nó cũng tất bật với chuyện ôn thi dữ lắm á. Dạ, cho nên là hôm bữa em hứa với mấy đứa là em sẽ nấu một món nào đó ngon ngon để tẩm bổ cho mấy đứa đó cô. Vậy Kim Thảo định nấu món gì vậy? Em sẽ nấu một món gì đó mà bổ dưỡng nè, để bồi bổ trí nhớ, tại vì mấy em phải học bài nhiều lắm. Món gì? Cô tò mò đang muốn biết Kim Thảo nấu món gì mà. Món tên gì thì thôi để em thỉnh giáo sư phụ của em đã cô. Có sư phụ nữa hả? Dạ, sư phụ của em là đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, tên là Diệu Thảo á cô. Trời ơi, nói gần nói xa chẳng qua nói thật là bộ hôm nay hỏi cô món ăn chứ gì vậy mà nói vòng vòng hoài à. Thôi cô giúp em đi cô. Thì lúc nào cô lại chẳng sẵn sàng giúp cho Kim Thảo và quý vị khán giả có thêm những món ăn mới. Trong chương trình ngày hôm nay, Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả một món ăn nè, rất là bổ dưỡng, có thể bồi bổ được sức khỏe mà lại tăng cường trí nhớ, đặc biệt là cho các em học sinh vào mùa thi nữa. Đó là món canh bí đỏ đậu phộng. Để thực hiện món canh bí đỏ đậu phộng, quý vị khán giả cần chuẩn bị một trái bí đỏ nhỏ còn xanh, ngò gai, rau ôm, 100g thịt nạc xay, 100g đậu phộng, một ít hành tím băm, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị các nguyên liệu nè. Phần thịt nạc dăm thì chúng ta sẽ ướp gia vị. Đậu phộng thì mua về quý vị khán giả rửa cho sạch đi, loại bỏ những cái phần cát bụi ở phía bên ngoài cái hạt đậu đi. Rồi xong rồi chúng ta sẽ ngâm vào trong nước. Khi chúng ta ngâm vào trong nước như thế này nè, sẽ giúp cho cái đậu này nó nở ra, và khi chúng ta nấu thì đậu phộng sẽ mau mềm hơn. Dạ, quý vị ơi, chúng ta nhớ là trong món canh bí đỏ đậu phộng thì đậu phộng chúng ta nên ngâm trước với nước lạnh để giúp cho đậu phộng mau mềm hơn. Chúng ta ướp vào trong phần thịt nạc dăm này khoảng 1 muỗng cà phê hành tím băm, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon và nửa muỗng cà phê đường nữa. Tất cả những cái nguyên liệu này trộn đều lên. Thì bây giờ em giúp cho cô trộn đều lên nha. Dạ. Bí đỏ đó thì chúng ta có thể chọn cái loại bí hai da. Thì bí hai da nó sẽ có cái màu xanh ở phía bên ngoài và bên trong màu vàng, bí rất là dẻo và bùi. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra thành miếng vừa ăn nè. Muốn cho đẹp á thì chúng ta dùng cái dao răng cưa chúng ta xắn ra thành ra những cái miếng như thế này. Mình sẽ cắt sang đến phần ngò gai và rau ôm. Bây giờ tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ đặt một cái nồi lên bếp. Đối với món canh bí đỏ đậu phộng này thì quý vị khán giả nấu, chúng ta sẽ không xào trước cái phần thịt mà chúng ta sẽ viên thịt thành những viên tròn và chúng ta cho vào. Như vậy món canh của chúng ta đó nó không có quá ngấy. Phần thịt này chúng ta ướp gia vị thấm rồi đó, thì chúng ta sẽ cho vào tay chúng ta nắn thành những viên tròn như thế này nè. Chúng ta múc ra mỗi cái viên thịt là khoảng chừng 1 muỗng cà phê như thế này, cho vào lòng bàn tay và chúng ta viên tròn lại. Nước sôi rồi cô ơi, em mở nắp ra nha cô. Rồi em mở nắp ra giúp cô. Phần đậu phộng á thì sau khi quý vị ngâm mềm đậu phộng rồi thì chúng ta giã cái phần đậu phộng này dập ra. Quý vị khán giả cũng cần lưu ý là khi chúng ta giã đậu phộng ra như vậy trước khi nấu đó, thì mặc dù mình đã ngâm mềm rồi nhưng mà mình giã nhỏ ra nữa thì mình nấu đậu phộng sẽ mau mềm hơn, đồng thời tăng cái độ béo cho món canh. Phần thịt này chúng ta cũng sẽ thả vào luôn. Như vậy là giai đoạn đầu quý vị khán giả, sau khi mà đã sơ chế xong phần thịt, phần đậu phộng và chúng ta đã cắt bí đỏ rồi thì chúng ta cho thịt hết vào trong nước canh. Chúng ta sẽ tiếp tục cho gia vị vào khoảng 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Thời gian để chúng ta nấu cho cái phần đậu này có thể mềm đó là khoảng 15 phút. Tiếp tục cho cái phần bí đỏ vào và bí đỏ cho vào chúng ta lại tiếp tục nấu khoảng 10 phút nữa. Lại nắp lại không cô? Chúng ta mở nắp để cho nước nó trong em. Là vì trong món canh này chúng ta có cho đậu phộng vào, mà đậu phộng khi mà giã ra là bao giờ cũng làm cho cái nước nó có hơi đục đục rồi. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn mở nắp như vậy, chúng ta hớt bọt thì cái độ đục nó ít hơn. Sau khi mà chúng ta bỏ bí đỏ vào, chúng ta nấu thêm khoảng 10 phút nữa. Những miếng bí đã bắt đầu hơi trong lại đó, tức là bí đã chín. Thì bây giờ quý vị khán giả sẽ nêm thêm khoảng 1 muỗng canh nước mắm nữa nè. Nước mắm chúng ta cho vào cuối cùng sẽ giúp cho canh của chúng ta thơm ngon hơn rất là nhiều. Và cô tắt bếp cho hết phần ngò gai với rau ôm. Cô đã sẵn sàng một cái tô để chúng ta múc ra trang trí. Đó, món ăn đã hoàn tất. Cuối cùng thì cô sẽ cho một cái nhánh rau ôm lên nè.
rắc một chút tiêu lên nữa. Bí bí nha cô. Em cảm ơn cô. Màu sắc rất là bắt mắt nè. Mùi thì rất là thơm nè. Để em ăn thử nha cô. Nước dùng thì rất là ngọt và vừa ăn. Cô biết không, bí đỏ thì mềm mềm dẻo dẻo nè, rồi còn có vị bùi bùi nữa, rất là ngon. Rồi kết hợp với vị béo béo của đậu phộng nữa, thỉnh thoảng ăn được một miếng đậu phộng thì nó rất là giòn á cô, sực sực rất là hay. Và em nghĩ là món ăn này sẽ rất là thích hợp với lại các bé nhà em và cả các bé nhà của quý vị khán giả nữa. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như có những yêu cầu hay là thắc mắc có liên quan đến công việc bếp núc thì hãy gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại là 083 823 7557, và quý vị hãy truy cập vào trang web mongonmoinngay.com để có thể tìm lại những món ăn mà quý vị đã bỏ lỡ và lên những thực đơn rất riêng cho gia đình của mình, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.